eSIM là gì? Dùng trên iPhone 2 SIM như thế nào? Ở Việt Nam có dùng được không? Đó là câu hỏi mà không ít các bạn đang đặt ra. Qua video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tính năng của eSIM và trả lời các câu hỏi của các bạn nhé. eSIM là một loại SIM điện tử, xu hướng sẽ thay thế cho SIM nhỏ bằng nhựa chúng ta vẫn thường dùng trên các thiết bị di động hiện tại. eSIM sẽ được hàn vào bản mạch của thiết bị khi sản xuất nhưng vẫn giữ được chức năng đầy đủ như một thẻ SIM thông thường. eSIM được biết đến từ năm 2017 sau khi Apple ra mắt Google Pixel 2 nhưng chưa được phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, sau khi Apple tuyên bố iPhone XS, XS Max và iPhone XR được hỗ trợ eSIM, chắc chắn công nghệ mới này sẽ được hỗ trợ phổ biến hơn nữa. Lợi ích của eSIM khi trang bị lên điện thoại. Lợi ích đầu tiên là eSIM có chiều dài và chiều rộng nhỏ, dưới 5mm, nhỏ hơn rất nhiều so với thẻ nano SIM. Linh kiện điện tử càng nhỏ, càng tinh vi thì thiết bị sẽ càng hiện đại, càng trang bị nhiều tính năng và nhỏ gọn hơn trước. Khi trang bị eSIM, các nhà sản xuất có thể bỏ được khe cắm SIM, khe đựng SIM và những linh kiện điện tử kết nối đến SIM. Việc bỏ khe cắm SIM sẽ giúp máy không còn khe hở để bụi, nước, tạp chất len lỏi vào bên trong phần cứng của máy. eSIM sẽ giúp cho người dùng trải nghiệm tốt hơn trong quá trình sử dụng. Người dùng có thể chọn nhà mạng, chọn gói cước mình muốn. Việc chuyển đổi nhà mạng sẽ được thực hiện thông qua một phần mềm một cách dễ dàng. Câu hỏi đặt ra là, ở Việt Nam có sử dụng được chức năng eSIM không? Apple cho biết, chức năng eSIM chưa được kích hoạt ở thời điểm hiện tại bán ra, thay vào đó, công ty lên kế hoạch giới thiệu vào cuối năm 2018 thông qua bản cập nhật mới nhất hệ điều hành iOS 12. Hiện tại, chỉ có 14 nhà mạng ở 10 quốc gia bên cạnh hai nhà cung cấp trên toàn cầu Zsky và Truefone hỗ trợ eSIM. Các nhà mạng ở Việt Nam như Viettel, Vinaphone đã xác nhận việc hỗ trợ eSIM cho iPhone thế hệ mới này từ đầu năm 2019. Với iPhone nào được trang bị eSIM? Bộ 3 iPhone XS, XS Max, XR đều được trang bị chuẩn eSIM, nhưng riêng ở thị trường Trung Quốc và Hồng Kông thì không, do Apple đã dành riêng phiên bản 2 SIM cho thị trường to lớn này. Về lý thuyết, nếu muốn sử dụng 2 SIM ngay bây giờ mà không phải chờ đợi thì bạn có thể mua phiên bản iPhone 2 SIM vật lý từ thị trường Hồng Kông và Trung Quốc về để sử dụng. Vậy là, sau video này, các bạn đã có đầy đủ thông tin về eSIM trên iPhone 2018. Bạn thấy sao về công nghệ SIM mới này? Hãy để lại comment cho USCom phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã chú ý đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Hãy cùng like và subscribe kênh để nhận thêm nhiều những video thú vị hơn vào lần sau nhé!